Ok, xin chào anh em. Thì ở video 1 và video 2 giới thiệu về phần mềm OBS ấy, mình đã hướng dẫn cho anh em cách để mình tải phần mềm về, đúng không? Video đầu tiên thì mình hướng dẫn cho anh em là cái phần cứng như nào cho phù hợp, các chức năng của OBS như nào, anh em có thể xem lại phần video trước. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em biết các tính năng ở trong cái phần mềm OBS đấy, đúng không? Để mọi người có thể hình dung ra cái từng chức năng một bằng cách nào của nó. Thì mình sẽ đi vào phần chi tiết trong cái phần mềm OBS. Thì mình sẽ mở phần mềm ra. Ok, và bây giờ mình sẽ mở phần mềm OBS ra. Phần mềm mình đã cài vừa rồi, đúng không? Ở video thứ hai ấy. Rồi, đây là một phần mềm mà mình đang đã tạo, nhưng mà bây giờ mình sẽ xóa tất cả những phần mềm đi, đúng không ạ? Mình làm lại mới từ đầu cho anh em. Đó, xóa hết đi, làm cho xóa tất đi. Thì mình sẽ làm lại từ đầu để mọi người có thể hình dung dễ hơn. Bây giờ thứ nhất nhé, mình giới thiệu qua chút về cái giao diện và cái tất cả tính năng của OBS. Thì thứ nhất là mọi người để ý tuần qua đây nhé, mình quan tâm những điều gì ở trên này. Thì mình thật ra mình quan tâm đúng cái file, là cái profile này, là mình lưu một tên mới, tức là mình được tạo một tên mới ra. Như đây mình tạo tên mới, thì mình là anh em phải tạo tên ra, đúng không? Thì sau khi anh em tạo xong, anh em phải export ra một cái file lưu, còn anh em có thể nhận một file đó mình được tạo phần đó như này. Một cách thì cái phần bên cạnh này thì gần như là mình ít khi mình dùng lắm, thì chủ yếu là mình sẽ biết được thêm bên em các tính năng như thế này thôi, đúng không? Thì ở đây có một số những tính năng nào như này. Một là cái chế độ về studio là để chuyển cảnh này, đúng không? Hai là phần setting này. Cái phần setting này rất quan trọng, thì mình sẽ hướng dẫn ở video số 4. Thì phần này mình sẽ ở sau nhé anh em. Cái phần này là phần cực kỳ quan trọng luôn, vì anh em có khi mà anh em có cài đặt tốt ấy, nó có bị lag hay không, nó cũng là do phần này. Thì chính là phần này là phần quan trọng để tách cực kỳ nó. Ok, thì còn phần này là phần ghi, tức là mình quay video trực tiếp, mình start và mình quay màn hình, đúng không? Còn nữa là cái phần start này, streaming này, là phần này là mình có thể phát một video, đúng không? Phát một video mình có sẵn, có nghĩa là mình phát lên YouTube hoặc phát lên các nền tảng khác như Facebook, các thứ, là mình streaming luôn, tức là mình cho live stream. Còn mình có thể là một chút video, mình có khoảng 6-7 video mình có phát live stream phát vòng luôn, thì cũng là một cách. Thì đấy là phần này. Thì tiếp theo nhé, đây là phần chuyển cảnh. Cái play một rồi là đúng mức phần studio mode này. Thì trước là mình có thể chuyển cảnh giữa các cảnh với nhau, đúng không? Thì cái này mình sẽ hướng dẫn ở cái video sau đi, bởi vì cái cách chuyển cảnh nó đơn giản, nó không có gì cả đó. Thì bây giờ nhá, mình sẽ giới thiệu sang một số tính năng khác nhé. Bên đây là thanh công cụ bắt đầu vào âm thanh này, thì cái này mình không cần động đến nhiều đâu. Thì ở cái phần chèn âm thanh chi tiết thì mình sẽ nói về phần cái âm thanh nào đầu vào, âm thanh nào đầu ra, thì tương khắc nó thành như thế nào, thì coi như mình không chỉnh sửa cái này cả, đúng không? Giờ mình quan trọng ở hai cái ô chính nhất này. Trong phần này mình sẽ giới thiệu chức năng cho mọi người nhé. Thứ nhất là cái phần mềm phần bên trái là phần sim này, tức là màn hình. Mình có thể tạo nhiều màn hình khác nhau, ví dụ ở trong video này, ở trong video này thì ở đây có màn hình là màn hình webcam trước, cái thứ hai là màn hình tổng, đúng không? Thì nó phải có hai màn hình, một là màn hình thứ hai ấy, nó sẽ lấy màn hình thứ một lấy vào trong đó. Tương tự như này mọi người dễ hiểu hơn nhé. Ở đây là mình đang lồng video ở đằng sau, tức là nó là một màn hình. Màn hình đó là có cái video nó chạy. Thì để có cái ông người này, cái live stream mình tách nền rồi này, thì mình phải có một cái màn hình gốc nữa ban đầu nữa. Thì mình sẽ lồng cái màn hình đó vào trong cái màn hình ai đó. Rồi thì mọi người sẽ để ý ngay phần này. Thì đây, khi mình có cái màn hình ban đầu là màn hình 1, thì mình lồng ở góc vị trí này, mình co giãn ở vị trí này cho nó vào góc này cho đẹp, đúng không? Thì phần này là phần màn hình trực tiếp. Thì mọi người hiểu như thế thì mọi người sẽ biết là ta có thể tạo thêm màn hình ở đây nhé. Màn hình ban đầu là màn hình webcam, thì mình sẽ thêm webcam vào, đúng không? Bây giờ mình sẽ thêm webcam vào màn hình 2, có thể mình sẽ thêm một cái gì đó, tức là mình coi màn hình webcam một góc đi. Thì màn hình 2 là màn hình là mình sẽ tạo màn hình 2 này. Xin tí nữa mình sẽ giới thiệu cái màn hình 2 là mình đặt tên là nó chuẩn, đúng không? Giờ mình giới thiệu thêm ở cái phần bên cái phần suột này, đúng không? Phần này là phần gọi là phần nguồn. Thì nguồn có nghĩa là gì? Lấy tất cả những dữ liệu, rồi là những cái thư viện trong cái việc của mình để cho cái livestream cho mình. Thì ở đây nhé, mọi người để ý từng tính năng một này. Thứ nhất là audio capture, audio input capture, tức là cái audio đầu vào.
Thì ở đây mọi người có thể sắm cái mic để nghe, đúng không? Thì mình có thể chọn cái mic đó làm cái audio đổ vào. Hoặc ở đây mình là sắm là mình dùng luôn webcam, ở cái phần mà webcam, cái phần Nizotech của mình ấy, HD3 HD này, cái Nizo của mình ấy, Nigo của mình là nó là HD cam C130, nó có chức năng là gì? Thu âm thanh luôn, đúng không? Thì mình chọn ở đây là chọn chức năng đổ vào âm thanh. Đó. Thì ngoài ra ở đây nếu trường hợp mình sợ nó xa quá thì mình có thể chọn thêm một cái âm thanh đấy nữa. Là cái âm thanh, là âm thanh có thể là cái tai phone của mình nghe ở dưới này, thì nó cứ thu vào thôi. Thì làm sao để cái âm thanh mình rõ nhất, nhưng mà thường á để mà trộn tiếng như thế nó không ngon, đúng không? Trừ trường hợp anh em mà nó xa quá mà đói lắm rồi ấy, thì mình chấp nhận mình để một cái phone đây này. Thế mình để một cái phone như này nhé. Đó. Ví dụ cái này nó có cái chức năng là thu phone, đúng không? Thì mình để ở đây thì thu cả ở cái màn hình quay và thu cả ở đây. Thì trường hợp đấy là trường hợp bí lắm mình mới làm đấy nhé. Chứ còn nên để một cái âm thanh thôi. Thế còn như anh em khác đầu tư, người ta làm một cái loa luôn đây này, người ta như micro, như kiểu như là kiểu như các diễn giả hay là những streamer có thâm niên ấy, có chuyên nghiệp ấy. Ok, thì ở đây mình vào một cái audio input capture nhé. Cái thứ hai là cái output capture, là mình tương tự mình cũng chọn đến đây output capture, thì mình cũng chọn tương tự là cái phần output này, mình đặt tên nhé, rõ ràng. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái cạc hình của mình này, audio đầu ra này, để cho nó ngon lành này. Ok, thì mình chọn, có thể chọn đây là chọn cả cái speaker này, à, cái speaker này là gần như là cái tai nghe của mình ý, là phần tai nói ra và tai nói vào này, đấy, output này, đó. Thì ở đây mình chọn cái phần này là phần cạc sao của mình, là mình chọn vào đây. Ok, đến tiếp cái phần thứ ba mình muốn cho mọi người là phần brow này, tức là trình duyệt. Tức là phần này hình như là nó liên quan đến cái việc là nó sẽ quay một cái trình duyệt có cái đuôi sẵn. Ví dụ nhá, ở đây là mình sẽ quay một cái màn hình OBS mà mình đang ở màn hình như này. Bây giờ mình muốn quay cái thằng này nhá. Đây, ok, mình sẽ copy sao chép này. Mình đưa vào đây. Đúng không ạ? Thì nó là cái màn hình chính của mình. Thì mọi người để ý nhá. Cái phần này là 800 với 600 là chiều cao và kích thước của cái hình này. Thì mình hoàn toàn có thể điền cái cấu hình chuẩn cho nó, đúng không? Là cái khung hình là mình đang làm HD. HD thì cái tiêu chuẩn của nó là gì? 1920 và 1080. Thì bằng cách khác là mình có thể là gì? Mình điền trực tiếp vào đây. Đúng không? 1920, 1080. Đó, hoặc là mình kéo cái mà trên ra được thôi. Thì mình sẽ được một cái màn hình full của nó, đúng không? Đó, thì bây giờ nhá, mình hoàn toàn mình có thể là mình dê này cũng được này, bấm chuột trái vào góc này là dê được thôi, ok không ạ? Thì phần này mình bao lại đi, rồi mình xóa đi phần này, mình sẽ giới thiệu phần khác cho anh em, tránh nó có tiếng, đúng không ạ? Tiếp theo nhá, giới thiệu anh em là cái phần, nó là phần colorful, tức là gì? Phần này như là một phần nền màu, đúng không? Nó là nguồn màu, hoặc là nguồn khung. Cái bản chất cái phần này nó để giải quyết mục đích gì thì bây giờ để nói ra thì nó rất là khó hình dung, thì bằng cách ở trên video mình sẽ nói cho anh em dễ hình dung hơn, đúng không? Rồi, ở trên video thì mọi người để ý nhá, giả sử mình muốn có một cái nền này, đúng không? Ví dụ cái nền để mình điền cái MXN này thì mình tạo một cái color sword, đó là giả sử mình tạo một color sword nhé, đó. Ví dụ như là mình tạo cho nó màu xanh đi, hoặc là màu gì đi, màu nền đi, như ở kia là màu trắng, đúng không? Và mình kéo color sword xuống đây, và mình shift, bấm phím shift và mình kéo vào đây góc này này, thì mình được một cái góc giống như cái video mình đang làm đây. Sau đó mình chèn cái ảnh vào đó. Ban đầu thì mình có thể không cần cái color sword, mình vẫn chèn ảnh được, mọi người ý nhá. Nhưng color sword này giải quyết một số cái nữa. Ví dụ như là giáp danh giữa cái màn hình chính của mình như này. Giả sử nhé, khi mà mình tách nền, mình sẽ có hướng dẫn video tách nền cho anh em, thì nó có cái vệt mà giữa cái màu xanh ở hai tường của hình hai bên này, đúng không? Nó bị lóa, thì có nghĩa là mình dùng color sword mình hoàn toàn mình có thể là mình phủ nó đi, đúng không? Hoặc đơn giản là mình dùng color sword mình che cái logo nào đó đi. Ví dụ ở đây có một cái màn hình sẵn rồi, cái logo ở trên này là VT3 này, mình dùng color sword này là mình che đi, cũng là một cách, đúng không ạ? À, mình điền cái khác vào.
hoặc là mình có thể chèn một ảnh luôn logo của mình vào cũng được. Thì Colorsoft này trong video tới mình sẽ làm một cái ứng dụng cụ thể cho mọi người, mọi người sẽ hiểu nó Colorsoft như nào, đúng không? Bản chất nó là một cái nền thôi, nền khung và nền màu thôi. Ok, cái phần thứ 4 là cái phần phần thứ 5 là cái phần display capture. Thì phần này ấy, bản chất phần này nó sẽ hiển thị cái màn hình mà mình sẽ quay, đúng không? Tức là tất cả thao tác của mình trên màn hình, làm những điều gì ở trên này nó sẽ quay hết. Đấy là tất cả nó sẽ ghi hết trong quá trình mà mình để cái thằng display capture này, đúng không? Rồi ok, đến tiếp, đây là phần màn hình nhá. Đến tiếp là cái phần mà phần game capture, thì đây thật sự là dùng cho gaming, mình không dùng mấy thì mình có thể bỏ qua phần này, mình không dùng để làm sao cho anh em nhanh biết được cách quay video thôi. Phần image tức là phần là gì? Phần mình hoàn toàn mình có thể chèn một cái ảnh vào sau cái khung nền của mình, đúng không? Hoặc là giống với cái ảnh này, mình chèn một cái ảnh này, mình đây mình sẽ kéo tua một tí đây. Đấy, mình chọn một ảnh nền ở bãi biển đây này. Đấy là mình làm ảnh nền để cho một thứ khác lên, hoặc là mình sẽ đứng giữa live stream nó, hoặc là một cái video này. Cố ý nhé, thay vì làm video mình có thể làm một ảnh nền để cho mình ngồi trên cái nền đó. Đó, tí là phần sau mình sẽ tí sẽ mình sẽ làm thao tác để mọi người sẽ nắm được, đúng không ạ? Tiếp là cái phần bây giờ cũng nhanh thôi, mọi người để ý nhá. In mask slideshow, tức là phần này giống với phần slideshow của PowerPoint ấy, mọi người để ý như thế nhá. Thì nó tương tự với cái media source thôi. Media source này là một cái video mình đã tạo sẵn rồi. Thì giống với cái video là mình đang để này, tức là cái nền đằng sau này, cái video mình chèn đằng sau, thì điều đó cho mình một cái không gian rất tuyệt vời luôn, hành động luôn. Thì bây giờ tiếp theo là mình cũng sẽ giới thiệu là cái mục scene. Mục scene thì có nghĩa là mục ngầm những màn hình mà trước đó màn hình webcam này vào trong màn hình mới. Ví dụ ở đây này, đó mình lồng vào đây, hoặc là ở đây này, mọi ý nhá, mình lồng cái màn hình đó, cái màn hình webcam vào cái màn hình mới này, màn hình thứ hai mình quay ấy. Thì tiếp là cái này thế thôi, mình lồng hai màn hình với nhau giữa một cái trường quay ảo này đó. Thì cái việc này lồng thì mình sẽ thực hành, mọi người sẽ hiểu ngay lập tức thôi. Rồi tiếp theo phần text thì chèn text rồi, mọi người hiểu rồi, giống với video mình làm thôi. Mình chèn text thì mình cũng đưa cái phần text vào, mình căn chỉnh nó là xong thôi. Rồi đến phần video capture device. Đây là một phần là mình chọn một cái video mà cái webcam của mình. Nhiều anh em có thể có hai webcam, đúng không? Webcam quay chéo như mình này, webcam quay chính diện này, và người ta sẽ thu thập những dữ liệu của webcam đó, là người ta họ là máy ảnh riêng này, đúng không? Thì người ta sẽ thu thập và bắt đầu mình người ta ghép lại, đúng không? Người ta tạo, nhưng mình ở đây mình chơi một webcam thôi và không có thời gian nhiều mình sửa nhiều đâu. Đó. Còn phần Windows capture này mọi người ý nhá. Thì do ở đây có cái màn hình này nó hơi xấu này. Đó, nhìn ấy thì mọi người có thể là đưa một cái màn hình cố định vào bằng cách là Windows capture đó. Thì ở đây là cái màn hình, cho mình mở trước màn hình ra nhé, sau đó mình sẽ dùng cái Windows capture này, mình xóa nó đi, mình làm lại cái này, thì để sao nó đè cái màn hình mà nhìn nó sâu thẳm với nó, nhìn nó xấu. Và cái chức năng đấy mình ít dùng lắm, cho nên là bây giờ mình giới thiệu cho mọi người một cái sơ qua thôi. Đó, Windows capture đó, mình chọn những cái window mà mình có thể mình cho nó view, ok không? Rồi nói đến tiếp nhá, cái phần cuối cùng ấy là phần group. Thì mình hoàn toàn mình có thể nhóm lại tất cả cái này thành một group với nhau, tức là đưa toàn bộ cái này đã thiết kế xong rồi này, đấy mình đưa vào một group, đúng không? Mình có thể control và mình cộng toàn bộ cái này, và mình mua nó vào group này, thì để mình đặt tên group đó là group là những cái màu gì, nhưng mà thật ra mình toàn để dài thôi. Mình tránh cái việc là đè chồng lên nhau nó không đúng, nó lại mất. Thì mình thiết kế ngon lành rồi thì mình để group thôi, ok. Rồi đấy, mình giới thiệu qua được tất cả những tính năng của OBS rồi, ok. Thì ở video thứ tư mình sẽ hướng dẫn cho người cách để mình tách cái nền của mình như thế nào. Ví dụ cái nền của mình như này, màu xanh như này, mọi người nghĩ là sau mình màu xanh, và mình làm sao mình tách nó đi để làm sao mà khi mà chèn vào các cửa sổ khác, các khung hình khác, nó chỉ có lọc những cái mặt của mình với ghế thôi. Thì là video thứ tư nhá, ok, mọi người đón xem ngay ở trong phần danh sách list ấy, phần danh phát ấy, hoặc là mình sẽ để ở dưới cái
cái đường link này sau khi mình post xong bài đó thì anh em cứ vào phần danh phát, chắc chắn là có phần đấy. Ok, và xin chào anh em.